Tánh ngoan cố và cố bạn xấu, hai pháp phần tai hại, biết phục thiện cố bạn lành. Hai pháp hướng đến thù thắng, sẽ do Thượng Tọa Pháp Tăng giảng dạy. Trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thà Di Đà. Đợi chút, đợi mất tiêu rồi. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thà. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng túng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đang nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Một Bụt Thà giác, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Và tiếp theo đây thì chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà giác. Xin hữu vị có nghe được chúng tôi đó không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thà giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tân, Tôi hoàn thành đại đức học tính cùng quý bà quý cô tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay vì hai cái thể tài là pháp thuộc phần hạ liền Hanakatiya và pháp thuộc phần thù thắng quý sĩ sát Phật giá, nó có chi pháp đối lập với nhau, cho nên chúng ta học luôn cả hai cái chủ đề. Hai pháp thuộc phần hạ liệt thì ở đây là đu và chát sát ta và ba pháp mất ta. Chữ đu vật chất sắc,
đó. Cái chữ Đức Phật Chô không phải là thiện ngôn, mà chính là tạng trong cái điều Tăng Tạng thứ 12 phí của bệnh đề quá. Đức Phật cha thì cô một tí vị đại được chư tỳ kheo nhắc nhở đúng thiện pháp, thì vị đó liền biện luận chất vấn các vị tỳ kheo khác. Và các vị tỳ kheo khác đã khuyên can, mà vị đó không bỏ cái tánh khó dạy đó, cái tánh cứng, cái tánh ngoan cố đó, thì phải tụng chi côn Samanupa sanh na tuy rồi vị đó phạm tăng tạng. Thì cái đó chúng ta nên chú ý cái chỗ này, không phải là ác vô. Cũng như trong cái chi phần thứ hai của cái pháp thuộc phần thủ thắng đó, thì đối lập lại cái pháp khó dạy, tức là pháp dễ dạy Sunchasta, còn cái Papa Metta và Kalayana Metta có bạn ác thuộc phần hạ nhiệt và có bạn lành thuộc phần thủ thắng. Thì chúng ta cũng biết, chúng tôi xin được thay mặt Thầy Tổ chức Tấn để dẫn nhập cho cái bài học hôm nay. Bây giờ thì xin mời Sư Phụ Khi Ma đọc cho chánh kinh. Và hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe cái bài học này giảng giải bởi Thượng Tọa Pháp Tân. Và sau khi đọc bài xong, xin cùng thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Bài học hôm nay là kinh Thập Thượng. Tánh ngoan cố và có bạn xấu, hai pháp chịu phần tai hại, biết phục thiện và có bạn lành, hai pháp hướng đến thù thắng. Có hai pháp có nhiều tác dụng, có hai pháp cần phải tu tập, có hai pháp cần phải biến tri, có hai pháp cần phải đoạn trừ, có hai pháp chịu phần tai hại, có hai pháp đưa đến thù thắng, hai pháp có thể, hai pháp rất khó thể nhập, có hai pháp cần được sanh khởi, có hai pháp cần được thắng tri, có hai pháp cần được tác chứng. Thế nào là hai pháp chịu phần tai hại, ác ngôn và ác hữu? Thế nào là hai pháp hướng đến thù thắng, thiện ngôn và thiện hữu? Bản dịch ác ngôn và thiện ngôn, ác hữu và thiện hữu, cần hiểu đính lại là tánh can nghịch và giao du bạn ác, tánh phục thiện và thân cận bạn lành. Bài kinh này trích từ Tăng Chi. Bài kinh sau đây trích từ Tăng Chi Bộ với Phật ngôn về tánh biết phục thiện và thân cận bạn lành. Dễ nói, đêm nay này các tỳ kheo, một thiên thần sau khi đem
gợi với những sắc thù thắng chối sáng toàn vùng. Yatavana đi đến ta, sau khi đến đảnh lễ ta rồi đứng một bên, vậy vị ấy thưa với ta rằng: bảy pháp này bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến đọa lạc. Thế nào là bảy? Tôn kính bậc đạo sư, tôn kính pháp, tôn kính tăng, kính hậu, kính định, thân cận thiện bảo. Bảy pháp này bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến đọa lạc. Thì các tỳ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy. Sau khi nói xong đảnh lễ ta, thân hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Được nghe như vậy, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của rộng rãi như sau. Ở đây bạch Thế Tôn, tỳ kheo tự mình tôn kính bậc sư, tán thán sự tôn kính bậc đạo sư đối với những tỳ kheo khác không tôn kính bậc đạo sư. Vị ấy khích lệ họ tôn kính bậc đạo sư đối với những tỳ kheo khác tôn kính bậc đạo sư. Vị ấy tán thán một cách chân thật, chân chánh, đúng thời. Tự mình tôn kính pháp, tự mình tôn kính tăng, tự mình tôn kính học pháp, tự mình quý đức phục thiện, thân cận thiện bằng hữu. Tán thán sự thân cận thiện bằng hữu đối với những tỳ kheo khác không thân cận thiện bằng hữu. Vị ấy khích lệ họ thân cận thiện bằng hữu đối với những tỳ kheo khác thân cận thiện bằng hữu. Vị ấy tán thán một cách chân thật, chân chánh, đúng thời. Lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, bạch Thế Tôn, con hiểu một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này Sariputta, này Sariputta, lời nói vắn tắt này của ta đã được thầy hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Ở đây, này Sariputta, tỳ kheo tự mình tôn kính bậc đạo sư như trên với những thay đổi cần thiết một cách chân thực, chân chánh, đúng thời. Lời nói vắn tắt này của ta, này Sariputta, cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Bạn hữu, thành tựu bảy chí phần này các tỳ kheo là người bạn cần phải thân cận, cần phải giao thiệp, cần phải hầu cận, dầu có bị xua đuổi. Thế nào là bảy? Khả ái, khả ý, tôn trọng, đáng được bắt chước, nhà thuyết giả, kham nhẫn lời nói, nói lời sâu kín, không có hối thúc những điều không hợp lý. Thành tựu bảy pháp này, này các tỳ kheo là người bạn cần phải thân cận, cần phải giao thiệp, cần phải hầu hạ, dầu có bị xua đuổi. Khả ái và đáng kính, đáng bắt chước thuyết giả, khan nhẫn các lời nói, nói những lời thâm sâu, không hối thúc ép buộc những điều không hợp lý. Ai có những pháp ấy ở đời người như vậy? Người ấy là bạn hữu với ai cần bạn hữu, người mong muốn lợi ích với lòng từ ai mận, dầu có bị đuổi xua, hãy thân cận bạn ấy. Thưa bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Mà Dạ, Nam Mô Sang Khà Dạ. Và con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, để được phép tính, để được nhiều thơm. Cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tôn nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Hôm nay chúng ta học hai cái chi pháp thì đối lập với nhau. Đó là cái chi pháp thứ nhất là Đô Vách Chá Sát Ta Chá Ba Na Ba Ba Ní Mê Ta Chá Y Mê Đuê Thầm Má Hà Ná Phà Ghi Gia, có nghĩa là khó dạy và bản ác, là hai pháp thuộc phần A Lị. Pháp thứ hai nữa đó là So Vá Chá Sát Ta Chá Ca La Nhân Nam Mít Ta Ta Y Mê Đuê Thầm Má Vi Sê Sá Phà Ghi Gia, có tấm dễ dạy và thân cận bạn lành là hai pháp thuộc phần. Do rằng chúng ta phải học hai cái chi pháp này đó, bởi vì hai cái pháp này nó có liên quan với nhau, nó đối lập với nhau. Một cái là thiện, một cái là ác. Cái nữa đó là dễ dạy. Do vậy thì chúng ta học chung với nhau. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, trước tiên đó là ta nói đến cái người mà có một cái tính nết khó dạy, tính nết khó dạy. Thường đó là chúng ta cứ cái hiểu chung chung đó là ở xã hội đó là nói đến cái người khó dạy, giống như người lớn mà mình nói đến người nhỏ, người nhỏ khó dạy, cái nghĩa là nói không có nghe, không có nghe và cũng không có làm theo, cũng không muốn lắng nghe, cũng không muốn làm theo những cái điều gì tốt đẹp mà được người lớn nhắc nhở, mà đứa nhỏ nó không nghe hay nó cũng không làm theo những cái điều tốt đẹp đó, thì mình được xem như là cái người khó dạy. Nhưng mà người mà khó dạy ở trong Phật pháp á, là chúng ta biết rằng là cái người đó rõ ràng thì có những cái tập tính, tập tánh do tiền nghiệp từ quá khứ, có nghĩa là cái người đó họ có những cái tính khó dạy từ hồi nhỏ, từ hồi quá khứ, do cái tiền kiếp quá khứ họ đã khó dạy. Khi mà sinh lên cái đời này thì họ lại có những cái tính khó dạy. Có những cái sự khó dạy hay là dễ dạy đó, nó cũng do cái hoàn cảnh sống, tức là ở trong một cái môi trường từ nhỏ được uốn nắn, được nhắc nhở, được dạy dỗ, và đứa trẻ đó được dạy dỗ theo cái khuôn mẫu, cái thước mực như vậy đó, cái chuẩn mực như vậy thì lớn lên đứa trẻ nó tự biết những cái gì tốt, những cái gì tốt hay những cái gì thiện thì nó làm, những cái gì ác, cái gì không tốt thì nó không làm, nó tránh xa. Thì ở đây khi mà mình nói đến khó dạy thì có một cái tính nó hay ngỗ nghịch hay là bướng bỉnh, ví dụ như là nói thì hay trả treo. Ví dụ như lớn nhắc nhở người nhỏ thì người nhỏ hay trả treo, dù là cái lời nói đó được nhắc bằng cái thiện ý, nhắc bằng những cái việc làm tốt, ví dụ vậy, nhưng mà rồi đứa nhỏ nó cũng cái người đó họ cũng không có nghe, và họ hay có cái tính gọi là bướng bỉnh, ngỗ nghịch, nói không có nghe. Rồi dù là cái lời nói của người khác có nhắc những cái điều tốt đẹp, nhưng mà rồi đó là vì cái tôi của cái người đó họ lớn quá, cho nên là sinh ra một cái lòng gọi là thù oán hay là tự ái, hay là cho rằng mình là người mà cao siêu. Đó là những cái biểu hiện của cái người mà phải nói rằng khó dạy. Cái thứ hai nữa là quý vị thấy rằng là có những người đó họ hay
chuyện một chút á, cũng hay có cái sự quán thụ. Thay vì nếu như mà ai nhắc nhở mình những cái điều gì lành thì không nghe, điều gì tốt là không nghe. Chúng tôi đọc một cái tờ báo rất là đau lòng ở tại Việt Nam cách đây cũng không lâu, tức là độ khoảng chừng một tháng trở lại, không tới một tháng nữa. Thì cái sự việc nó xảy ra là có anh chàng thanh niên, anh chạy mà anh lạng lách, chạy xe gắn máy mà anh chạy, anh lạng lách ở ngoài đường rồi anh vượt đèn đỏ đó. Thì cái người đàn ông đó nhắc nhở, tại sao mà con làm như vậy, con chạy con vượt đèn đỏ vậy là gây tai nạn sao, con lạng lách như vậy là con gây tai nạn sao. Thế là đem cái lòng oán thù, cậu xe cậu này đó là quay đầu xe lại là đâm cái người đàn ông đó chết tại chỗ. Thì chỉ có cái việc mà người ta nhắc nhở mình là tham gia giao thông cho tốt đi, đừng có lạng lách, đừng có vượt đèn đỏ, chỉ có như vậy thôi mà đem cái lòng oán thù giết. Thì cái đó cũng là một trong những cái biểu hiện của cái người có cái tính khó dạy, biểu hiện của cái tính khó dạy. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những người đó thì có cái lòng tự ái quá lớn. Tự ái ở đây đó có nghĩa là mình tự thương với mình đi, nhưng mà có một điều đó là tự ái là mình không muốn làm những cái điều này, dù là người ta nhắc mình, người ta nhắc nhở mình, người ta khuyến khích mình cũng không có muốn làm, hay hoặc là không muốn nói, hay hoặc là tự tách mình ra khỏi những cái sự việc gì đó mà mình nói đến với những sự việc chung, nhưng mà rồi người đó họ tự tự ái, họ không làm những việc đó, hay hoặc là họ không nói những việc đó vì nghĩ cái tôi của mình nó lớn, hoặc là nghĩ cái việc mà cái người mà có cái tính mà hay chỉ trích người khác, hay có cái tính chỉ trích người khác. Chúng tôi thấy rằng có những người đó, quý vị thấy rằng là dù cái người đó có làm tốt hay làm xấu đi nữa, thì cái người mà hay có cái tính chỉ trích á, thì dù làm tốt hay làm xấu cũng chỉ trích, làm thì không làm, nhưng mà khi người khác làm được những điều tốt á, thì lại chỉ trích. Chỉ trích theo cái suy nghĩ của mình, chỉ trích theo cái hiểu biết của mình, nhưng mà mình cũng không đem cái điều mà mình hiểu biết hay là cái việc làm của người ta đã làm được cái gì, lợi ích cái gì đó, không cần suy nghĩ, miễn người ta làm cái việc đó dù là việc tốt hay là việc xấu thì cứ chỉ trích ta, ham chỉ trích, thích chỉ trích, nhưng mà rồi đó là không có một cái tính xây dựng. Xây dựng có nghĩa là mình, nếu mình là một cái người mà có tính dễ dãi đó, thì mình nên có một cái tính xây dựng, có một cái tính xây dựng. Xây dựng là mình góp ý cho cái lời nói hay là góp ý cho cái việc làm, thì miễn sao góp ý những lời nói hay việc làm đó làm sao cho nó tốt, là cái việc đó nó tốt, nó hoàn mỹ được tốt. Thêm nữa thì cái người đó họ có một cái tính phải nói là dễ dãi. Rồi cái điều nữa đó là cái người mà hay có một cái đức tính khó dạy nữa, nên là cái tính khó dạy nữa nên là họ hay có cái tính đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi. Mặc dù là mình làm cái việc gì đó, mình chịu trách nhiệm về việc làm đó, chịu trách nhiệm về việc làm đó, nhưng mà khi thất bại hay là không thành công thì mình đổ lỗi cho một người khác nào đó, mình không tự nhận lỗi, tức là mình tự nhút nhát, không tự nhận ra cái lỗi mà mình đã nhận mà đổ cho người khác. Thì cái người mà có cái tính như vậy đó cũng là một trong những cái đức tính khó, một cái tính khó dạy. Thì bây giờ khi mà mình nói là một cái người có cái tính khó dạy như vậy đó, thì rõ ràng là họ không có được cái sự tiến bộ, không có được sự tiến bộ. Người khó dạy như vậy đó thì họ khó có được những cái người thân cận. Tại vì nếu mà nói tới anh A, anh B gì đó, tự động cái người mà dễ dạy thì người ta mới hết, người ta dễ dạy thân cận, nó gắn bó gần gũi và cũng lạc. Nhưng mà một cái người mà khó dạy gì thì người ta ngại gần gũi, ngại gần gũi. Khi mà
có những cái biểu hiện, cái đức tính khó dạy như vậy là một trong những cái đức tính nó không được tốt. Và như vậy đó thì khó bao giờ có cái sự ngược lại trong Phật pháp của mình. Cái người tu á, kinh thì nói rằng là thí dụ như mình tu á, thì phải nói rằng mình trọn đời của mình không thể mình không biết ơn đối với Đức Phật, không thể là mình không biết ơn đối với giáo pháp, không thể nào mình nói là mình không biết. Thì rõ ràng là bởi vì ba cái ngôi tam bảo á, ba ngôi báo đó đó là cái chỗ nương tựa cho mình, mà mình biết mình hướng thiện, mình tu tập được đó cũng chính nhờ ân đức của Tam Bảo. Ân đức của Tam Bảo, một người mà biết cái ân đức của Tam Bảo, dù là sống một cái hoàn cảnh nào đó, nhưng mà người ta còn trọn tâm để mà ra hướng đến đức của Tam Bảo, thì chúng tôi nghĩ rằng sau cái cơn hoạn nạn nào đó, hay là có một cái sự thử thách nào đó, vấp ngã nào đó, thì họ cũng có thể đứng dậy, họ cũng có thể tự đứng vững được mình và tự bước lên. Còn cái người mà không có biết đến những cái ân của Phật, ân đức của giáo, lời dạy của Đức Phật và ân đức của tăng chúng, thì cái người đó không thấy được cái. Nhưng mà cái người có đức tính dễ dãi á, thì phải nói rằng người đó họ luôn luôn nghĩ đến những cái ân đức của Phật, ân đức của pháp, ân đức của tăng. Cái điều nữa đó là ở đây á, khi mà nói đến cái người dễ dãi đó, thì những điều gì họ được học, cả pháp học lẫn pháp hành, họ trân trọng, trân trọng, trân trọng lúc học, trân trọng lúc học. Trân trọng lúc học là gì sao? Chú tâm nghe, suy gẫm, họ cố gắng nhớ siêu như vậy. Thì và trên phương diện đó thì có được cái sự tiến bộ trên. Như một người mà có sự chú tâm nghe, để ý nghe, hoặc là có mình sẽ mới có thể nhớ được dù hoặc là nhiều câu Phật ngôn nhớ được. Thì nếu là khi mà mình nghĩ đến những cái câu Phật ngôn thì mình luôn luôn có được hỷ lạc, có được cái sự quan hỷ do mình tiếp nhận đó Phật pháp, cái lời dạy của, hay là cái mà mình đã thọ trì, tức là pháp. Cái thứ hai nữa là trên phương diện pháp hành đó, thì thí dụ như một cái vị dạy cho mình một cái điều đó, cái người mà không trân trọng để lắng nghe học hỏi vì những vị đã có cái kinh nghiệm trên phương diện pháp hành, người đó đã đi qua trải qua về cái kinh nghiệm của bản thân, về cái am tường, về lời dạy pháp hành, lời dạy của Đức Phật. Khi mà vị đó truyền trao cái gì đó thì cái vị hành giả, cái người mà có cái đức tính dễ dạy, thì họ luôn luôn lắng nghe, rồi họ học hỏi những cái kinh nghiệm. Dĩ nhiên là cái kinh nghiệm của vị thiền sư là được được truyền thụ cho mình, ví dụ vậy, cho mình. Nhưng mà rồi cái cách tiếp nhận của mình á, tùy theo cái kinh nghiệm của mình tiếp nhận cái lời dạy đó qua cái sự thực hành của mình. Rồi những cái kinh nghiệm của một vị thiền sư là một phần, còn cái vị mỗi người phải có một cái vị thiền sinh á, có một cái kinh nghiệm của chính bản thân của mình, để mình làm sao thấy rằng chính cái phương pháp của vị thiền sư dạy cho mình như vậy đã đúc kết cho mình một cái kinh nghiệm, để rồi mình thực hành qua cái pháp hành á, mình có nhiều cái kết quả ở trong cái sự thực hành cái pháp hành trên phương diện thiền, ví dụ vậy. Thì ở đây đó, cái người dễ dạy đó là cái người mà có thể có được cái sự tiến bộ do mình biết chú tâm học hỏi, nhớ và học hỏi cái kinh nghiệm của vị thiền sư và đúc kết ra cái kinh nghiệm của bản thân của mình.
Ví dụ như mình nói rằng một người tu tập thiền quán thì sao là ngài Ajahn Chah là dạy phòng sọp, thí dụ vậy. Thì hay hoặc là một vị thiền sư khác thì dạy về niệm thọ, hay là một vị thiền sư khác thì dạy là chú tâm đặt đặt niệm về hơi thở ở đâu ở đâu. Thì cái đó đó là cái sự mình nhờ cái sự chú tâm, cho nên là mình nghe mình hiểu rồi mình nhớ rồi mình đúc rút ra những kinh nghiệm từ nơi vị thiền sư đó. Bên cạnh đó thì mình rút ra những cái kinh nghiệm nào mình thấy rằng chính các vị thiền sư dạy như vậy, mình rút ra những cái kinh nghiệm như vậy thì mình thấy rằng mình thích hợp cho cái đề mục đó, mình thích hợp cho cái phương pháp đó như vậy, để làm sao giữ cái tâm của mình có chánh niệm. Thì đó là cái sự tiến bộ, đó là sự tiến bộ của cái người tu về pháp hành cũng vậy. Cái điều nữa đó là khi mà mình nói đến cái điều mà mình tôn kính ở nơi cái lời dạy hay là cái pháp học của mình, rồi cái nữa đó là mình có cái sự tôn kính ở trong cái thiền định của mình, trong cái thiền của mình. Bởi vì quý vị biết rằng là cái người tu tập mà để có được cái định tâm, mặc dù là cái định tâm sơ khởi, để có được những điều đó là cũng phải có một cái quá trình dần 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 thì cái vị đó mới có được cái sự định tâm. Mà mình không biết trân trọng và quý cái định tâm đó, cái tâm của mình định trụ đó, thì mình tản mát cái tâm của mình, tức là tâm của mình nó sẽ suy nghĩ về cái cách này cách kia thì tâm nó bị tán loạn, hoặc là nghĩ đến những việc này việc kia, việc chưa qua việc đã qua xảy ra rồi, hoặc việc việc gì đang xảy ra hoặc việc gì chưa xảy ra. Thì những cái điều mà làm cho tâm của mình nó không định tĩnh thì rõ ràng là cái điều đó nó không có thể làm cho một cái vị hành giả có được cái sự tiến bộ ở trên phương diện pháp hành. Cái người mà biết trân trọng trong cái định của mình thì càng chú tâm càng định tâm thì cái người đó họ càng thôn thúc các tâm của mình nào. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rằng là tâm khó thấy tế nhị theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Ví dụ như là với một cái người tu tập là như là một cái người thiện trí, một cái người thiện trí, mình giữ cái tâm của mình phòng hộ cái tâm của mình bằng phương pháp định, trân trọng trong cái sự định tâm đó, và mình biết giống như là mình biết quý cái sự thành tựu định đó, thì mình mới có thể giữ lâu dài được ở trên phương diện pháp hành của mình. Rồi cái điều nữa đó là mình phải quý trong cái điều cái người mà biết thực thiện đó, tức là mình biết cải thiện cho cái đời sống của mình. Ví dụ như là mình thấy rằng chính như vậy đó làm cho cuộc sống mình nó thối đọa, đời sống tu hành của mình nó bị thối đọa đi. Ở trong kinh Tăng Chi có nói rằng là cái người thiện xảo trong pháp thối hóa, hay là thiện xảo trong pháp tiến hóa, vân vân. Thì cái thiện xảo ở đây đó là biết cái tâm của mình thối đọa, thì mình biết là cái tâm mình thối đọa như vậy thì mình biết tránh nó đi. Còn cái tâm nào mà làm cho mình hóa tiến hóa lên thì mình biết trân trọng những cái pháp đó, những cái điều, cái thành tựu, cái sở chứng hay là cái sự an lạc từ nội tâm, thì mình biết trân trọng như vậy thì mình được tốt. Cái thứ hai nữa đó là nói đến cái việc phục thiện đó, là ngay cả trong cái suy nghĩ của mình, những điều gì mà nó không tốt thì tự động mình quyết tâm để mà mình cải đổi đó, thì mình sẽ trở thành cái người tốt. Như mình nói rằng cái người trước đây không tốt nhưng mà bây giờ họ quyết tâm họ cải ác tùng thiện, để rồi họ bỏ đi những cái ác, rồi họ cố gắng thực hành những cái thiện thì họ mới có trở thành người tốt được, trở thành một người tốt được. Mà cái người mà không biết rằng là mình không biết phục thiện thì rõ ràng là cái người đó không phải là cái người dễ dàng. Mà cái người biết phục thiện tức là mình biết cải đổi làm sao cho có cái sự tiến hóa được cho mình, hoặc là trước đây
thì mình một người đó làm cái điều gì đó không được tốt, không được đẹp, bây giờ là mình biết chuyển hóa những cái điều đó, mình làm những việc thiện, việc tốt, thì rõ ràng là mình có được cái sự an vui ở trong cái đời sống của mình, an vui ở trong đời sống của mình. Cái điều nữa đó là khi mà nói người dễ dạy thì rõ ràng là người đó họ tìm được những cái người bạn thiện. Ở đời thì người ta có thể là người ta nói cái câu là ngu tầm ngu, mã tầm mã. Cái người nào thì họ đi tìm cái người đó. Thì đối với một cái người mà có cái tâm hướng thiện thì họ phải biết thân cận với những cái bậc thiện, những cái người thiện, hay mình gọi là bậc thiện trí thức, thiện trí thức. Bởi vì chỉ có những cái người biết thân cận với những cái người thiện, hay hoặc là biết gắn bó cái tâm của mình ở trong những cái điều thiện, suy tư điều thiện, thực hành điều thiện, nói năng điều thiện, thì như vậy nó mới gọi là thấm nhuần cái điều thiện được. Như là chúng ta nghe và cũng như là biết ở trong kinh, có một lần Đức Phật ngài hỏi ngài A Nan là cái đời sống hạnh như thế nào, thì ngài A Nan mới trả lời: bạch Đức Thế Tôn, là một nửa con đường phạm hạnh này là nhờ thân cận bạn lành, nhờ thân cận bạn lành. Nhưng mà rồi đó thì Đức Phật ngài mới nói rằng: này A Nan, không phải như vậy, mà toàn bộ cái con đường phạm hạnh là chính nhờ thân cận bạn lành. Thì mình hiểu bạn lành ở đây đó là bao gồm cả các cái bạn, bạn trong cái nghĩa là bạn đồng phạm hạnh với nhau, những cái người thiện, những cái người đồng hướng thiện với nhau, đồng tin, đồng chung giới hạnh, đồng chung trí tuệ, tức là đồng chung cái sự hiểu biết như vậy đó, thì đó là những người bạn lành. Bạn lành ở đây có nghĩa là cái tâm của người đó luôn hướng đến những điều thiện, kể cả bất cứ đi điều thiện gì, từ cái việc mà cung kính phục vụ, cho đến cái việc bố thí trì giới, rồi cho đến cái việc mà tham thiền tu tiến cũng vậy. Tức là mình có định tâm, mình có thực hành những cái điều thiện, nói năng thiện, suy tư thiện, và thân cận những cái người bạn lành, bạn tốt, bậc thiện trí thức, thì cái người đó mới có thể có cái được cái sự tiến bộ. Như vậy thì một người mà có cái tính khó dạy là biểu hiện của cái sự mà bướng bỉnh, ngỗ nghịch, không chịu nghe lời, và đó là, hay hoặc là hay có một cái tấm lòng, cái lòng là hay quán thù. Quán thù cái chuyện đúng chuyện sai không cần suy nghĩ, mà luôn luôn có cái sự quán thù. Ai xây dựng nói năng nhắc nhở khuyến khích cho mình cái điều gì không cần phải lắng nghe, đó là cái người mà hay nuôi cái lòng quán thù. Hoặc là cái người mà, hoặc cái người hay chỉ trích người khác, hoặc là cái người mà hay đổ lỗi, ngay cả những cái việc mà mình làm chuyện sai trái, mình không có dám can đảm để mình nhận rằng mình đang sai trái, mà tự đổ lỗi cho người khác, càng đó là một trong những cái biểu hiện của người khó dạy. Những cái người dễ dạy đó là những cái người luôn luôn thân cận với những điều thiện, và luôn trân trọng, biết kính trọng, quý trọng ân đức của Tam Bảo Phật Pháp Tăng, biết trân trọng cũng như là kính trọng với những cái pháp mà người đó đang học về phương diện Phật Pháp, người đó đang hành về cái pháp mà mình hành. Bởi vì mình hành là để tạo cái sự an lạc, mình học là để tạo cái củng cố cái tri kiến Phật Pháp cho mình hiểu đúng, mình hành là tạo cái sự an vui an lạc cho đời sống của mình, rồi mình biết phục thiện, cải thiện, hoặc là mình thân cận những cái người thiện trí, thì cái người đó được gọi là những cái người, người bạn lành, cái người bạn lành, hay là cái người có cái đức tính gọi là dễ dạy, dễ dạy. Như vậy thì một cái người mà giống như mình nói là mình tu á, thì lúc nào ân đức của Tam Bảo không có bao giờ quên,
không bao giờ quên. Rồi cái pháp của mình hành á, thì mình biết quý trọng, biết nâng niu, quý trọng, kính trọng những điều đó. Và do cái sự kính trọng đó, nó làm cho mình có một cái sự ghi nhớ, và mình chú ý từng ly từng tí một trong những cái sự diễn biến khi mà mình hành pháp. Còn cứ chứ không phải là mình làm cho nó qua loa, rồi mình làm cho nó qua ngày đoạn tháng, không phải như vậy. Mà cái người có một cái sự chú tâm miệt mài vào ở trên phương diện pháp hành hay là trên phương diện pháp học, thì người đó họ sẽ dễ dàng có được cái sự thành công trên phương diện pháp học, pháp hành đó. Là như vậy. Như vậy thì cái đức tính của cái người người khó dạy đó là một cái xin lỗi, cái tính của người khó dạy như vậy là biểu hiện của cái điều mà đó là một pháp mà phải nói rằng rất thấp kém, không có được cái sự tiến bộ. Nhưng mà ngược lại, cái người mà có cái đức tính dễ dạy, đức tính dễ dạy ở đây thì cái người đó họ sẽ được tiến bộ ở trong cái đời sống tu học của họ. Hay hoặc là mình nói là cái người có đức tính dễ dạy đó, thì cái người đó họ có một cái, để cho người ta có một cái gì, cái dễ mến, dễ thương, rồi người đó được tiến bộ ở trong cái đời sống tu tập của một người. Ví dụ như là một người dễ dạy đó, thì cái người đó họ biết vâng lời, biết vâng lời, biết lắng nghe, biết vâng lời. Lắng nghe đó là lắng nghe những cái lời kinh, lời Phật pháp được nhắc nhở, ngay cả những cái lời nói mình nói rất là đời thường, đơn thường, nhưng mà lời nói nó cũng mang tính hướng thiện, mang tính hướng thiện. Thì cái người mà dễ dạy đó, họ sẽ có một cái có một cái sự biết lắng nghe, biết lắng nghe, lắng nghe. Như vậy thì họ biết kịp thời sửa đổi, kịp thời phục thiện đó, tức là kịp thời sửa đổi. Sửa đổi như vậy đó thì cái người đó họ dễ dàng tiến bộ. Hơn nữa là cái người dễ dạy như vậy thì cái người đó họ dễ dàng có được những người bạn lành thân cận như vậy. Thì ở đây đó, với một cái người mà thứ nhất đó là cái người khó dạy là biểu hiện của cái sự ngỗ nghịch, bướng bỉnh, không chịu lắng nghe, hay là không biết trọng những cái điều mà mình học ở trong đó, hay là những điều mà mình đang thực hành, biết trân hay là quý, hay là mình hành và dạy của Đức Phật. Như vậy đó là một cái sự thất bại. Cái thứ hai nữa đó là nói đó, cái tính của cái người là gì? Tức là một người mà thân cận với những cái người bạn ác, Bà Mít Tà Tà. Bạn ác là như thế nào? Bạn ác ở đây đó là mình hiểu rằng là cái người đó, đó là họ có những cái tính nó ngỗ nghịch, hay là người có bạn ác ở đây là tính hay phẫn nộ. Mình gần gũi cái người nào cũng vậy, cái người mà mình gặp cái người đó đó họ có cái tính hay phẫn nộ, chuyện chút cũng phẫn nộ, chuyện chút cũng sân hận, chuyện chút cũng nuôi oán thù, hay hoặc là chuyện một chút đó là cứ đi tìm lỗi, cứ tìm lỗi của người, chứ mình không nhìn ra cái lỗi của mình. Người ta có xây dựng mình cái lỗi gì, xây dựng mình cái gì cũng không lắng nghe, mà cứ đi tìm lỗi của người khác, cứ chỉ trích người khác. Người xưa nói cái câu là tiên trách kỹ hậu trách nhân, tức là trước tiên là mình phải tự trách lấy chính mình, tự coi phản tỉnh lại coi chính mình đã làm được gì hay là chưa làm được cái gì. Có nghĩa là làm được cái gì là gì? Việc gì tốt mà, việc gì xấu mình làm rồi mà mình nhìn có nhìn thấy nó hay không, chẳng hạn như vậy. Còn việc gì tốt thì mình làm chưa,
việc gì xấu á, mình đã làm rồi mà mình có nhìn nhận được, thấy rằng cái điều đó là mình đang làm sai, làm quấy, làm không đúng như vậy á, thì mình có nhìn lại hay chưa? Cho nên là mình nhìn mình á, thì nó khó, nhưng mà nhìn lại cái người khác á, thì luôn luôn giống như là cái sự gọi là người ta gọi là bới lá tìm cái tìm sâu vậy đó, bới lá tìm sâu, tức là mình cứ đi tìm cái lỗi của người khác, nhưng mà rốt cuộc lại là không nhìn ra chính mình. Nhìn chính mình mà ngay cái lúc mà mình nhìn cái lỗi người khác, đi bới lá tìm sâu hay là tìm cái lỗi người khác, đó là những cái lúc mà mình sai trái. Sai trái mình nhìn người ta thì không có chính xác, mình nhìn chính mình thì mới là chính xác được. Ít khi là nhìn ra là mình giống như là người ta gọi là cái sự giống như là mình tự soi lấy mình tự soi lấy mình thì cái điều đó nó tốt hơn, điều đó nó tốt hơn. Như vậy thì cái người mà có một cái tính mà gọi là khó dạy thì không thể nào mà có được cái sự tiến bộ. Ngược lại cái người mà dễ dạy thì cái người đó có được cái sự tiến bộ. Và cũng cái người mà khó dạy thì thường thường đưa ra cái hậu có cái một cái kết cục hay là có một cái kết quả nó không được tốt. Không được tốt. Thứ nhất đó là người đó không có được cái sự tiến bộ ở trong cái đời sống hướng thiện. Cái thứ hai là cái người đó luôn luôn bị cái quả xấu ở trong tương lai do cái hậu quả, cái nhân không được lành thì đưa đến cái quả không được tốt. Cái thứ hai nữa là nói đến cái người mà có cái tính dễ dạy, thì rõ ràng cái người tính dễ dạy đó thì cái người này đó là phải nói rằng họ 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 luôn luôn có được một cái tính gọi là khả ái, tức là để cho người khác quý mến cái người đó. Sự thật ra đó thì không phải là mình nịnh hót hành bợ đỡ ai mà để cho người ta thương mình, không có. Nhưng mà cái người mà có một cái tính dễ dãi thì luôn luôn á, cái người đó phải có một cái tính chân thật vậy đó. Tính chân thật vậy đó. Cái tính mà người mà có một cái gọi là thiện bạn hữu á, thì cái người đó phải có một cái tính chân thật. Tức là mình suy nghĩ, mình nói năng nó phải đồng nhất với nhau. Mình làm hay là mình nói năng trong cái đời sống của mình, mình luôn luôn nghĩ đến những cái, luôn luôn giống như là mình luôn luôn tạo cái sự an vui cho người khác, thì cái người đó cũng là một cái có những cái đức tính này để cho người ta quý mến người đó. Hoặc là trong cái suy nghĩ của người đó, đó cũng khởi lên một cái suy nghĩ thiện đó, suy nghĩ tốt, dù là cái suy nghĩ đó chỉ mới bộc phát lên, mới có khởi lên thôi, nhưng mà cái khởi lên đó, khởi lên những cái ý thiện, khởi lên cái ý thiện thì sau đó là mới bắt đầu là nói ra những cái điều thiện, rồi mới là có những cái hành động, cái cử chỉ, cái hành vi mới có thể là thiện được, mới là thiện được. Nhưng mà mình khởi được cái ý thiện đó cũng là một cái được chỉ cho cái người mà gọi là thiện hữu. Thiện hữu tức là bạn bạn lành, bạn thiện, bạn tốt đó. Rồi đó là ở đây đó là khi mà nói đến cái người mà có người bạn lành ở đó là chúng ta biết là sống lâu ngày với nhau là phải biết tôn trọng với nhau, không phải sống lâu ngày với nhau rồi xem thường với nhau, mà ở trong một cái hội họp nào cũng vậy, đông người cũng như ít người, giữa mình với người đó, đó dù là bạn có thân như thế nào thì cái chừng mực ấy, cái chừng mực mà ứng xử đó nó vẫn luôn luôn là cái chừng mực ứng xử một cách biết tôn trọng với nhau, chứ không phải là xem thường. Mà xem thường là dễ bị rạn nứt tình cảm lắm. Xem thường là rạn nứt tình cảm. Cho nên cái việc mà tôn trọng đó, nó giống như là cái lễ ở trong cuộc đời này, để mà mình có những cái sự ứng xử với nhau, ứng xử với nhau. Và khi mà mình biết tôn trọng cái người nào, không phải đợi cho người khác tôn trọng mình mới tôn trọng. Nhưng mà sự thật ra là
cái tôn trọng đó nó trở thành một cái gì, cái nét văn hóa mà biết tôn ti, tôn ti. Tôn trọng ở đây là bất cứ cái người đó, dù là người lớn hay là người nhỏ, thì mình biết tôn trọng cái người đó. Cái người mà biết tôn trọng lẽ phải, cái người mà biết tôn trọng cái điều gì đúng, cái người mà biết biết tôn trọng cái người làm được điều thiện. Giống như có ai nói đó, là ai mà vui với là một cái việc ác của người khác, thì cái người đó là sớm muộn thì cái người đó cũng làm những cái hành vi xấu thôi. Còn ai mà biết cúi đầu trước những cái điều thiện người khác làm đó, cúi đầu trước cái điều thiện của người khác làm đó, thì cái người đó họ luôn luôn tích trữ những cái điều thiện, họ luôn luôn họ biết làm những cái điều thiện ở trong cái đời sống, biết cúi đầu đến những cái điều thiện, thì rõ ràng là điều tốt điều thiện thì cái người đó họ sẽ làm điều thiện. Còn ai không biết cúi đầu trước những cái điều thiện đấy, thì rõ ràng là cái người đó họ họ sớm muộn thì họ cũng sẽ làm những điều ác thôi, là như vậy. Cái điều nữa đó là nói đến cái người mà bạn hữu, thì cái thiện hữu đó, là mình nên thân cận, tức là chữ kalayana mittata. Kalayana mittata ở đây, tức là chỉ cho cái người mà người bạn lành, người bạn lành. Mà cái người bạn lành thì cái người đó có những cái đức tính mà để cho người người giống như là có người người khác bắt chước theo ấy. Bắt chước theo. Ví dụ như mình làm những cái điều gì thiện đó mà người khác bắt chước đó, thì rõ ràng mình cảm thấy vui. Mà cái người mà bắt chước theo điều thiện thì cái người đó mới có thể là tiến bộ được. Bắt chước cái điều thiện của người bất cứ một cái người nào làm mà mình bắt chước theo, giống như người ta nói là noi gương, làm cái gương để cho người ta noi theo, làm cái gương để cho người ta noi theo. Từ ở cái hình ảnh, giống như mình thấy là bên ngoài lâu lâu người ta có một cái hội nghị, rồi người ta tuyên dương cái người làm được những điều tốt, không phải là cái giá trị của cái vật chất bằng những cái đồng tiền, không phải là giá trị vật chất bằng những cái vật nào đó nho nhỏ là quý đâu, mà sự thật nó nói lên cái tinh thần mà khuyến thiện. Từ thấy cái hình ảnh của một cái người làm điều thiện như vậy mà được khuyến khích, được xã hội trân trọng quý báu như vậy, thì cuối cùng đó là trở thành một cái tấm gương để cho thế hệ mai sau đó người ta học theo. Thì cái người bạn lành á, thì là những cái việc làm, trong cái suy nghĩ, việc làm, lời nói để cho người khác bất chấp nương tựa vào đó, nương tựa vào đó. Mà ở đây là những việc tốt nha, thì mình làm được những cái điều lành, điều thiện đó, lợi ích đó, thì người khác họ bắt chước theo để họ làm. Rồi cái người mà sự thật ra đó là mình nói những cái điều gì đó, sợ nhất là những cái người mà ngang tàng, những cái người không có lý lẽ. Còn cái người mà có lý lẽ thì người ta sẽ với những cái lời nói không phải là điêu ngoa, không phải là xảo trá, không phải là dối trá, không phải là không đồng nhất với nhau giữa lời nói và hành động, mà là họ luôn luôn có lý lẽ, nói trước nói sau, nói cái gì đó nó có tình quý. Và nói ở trong Phật pháp đó là nói là dựa theo kinh và luật, nói là dựa theo giáo điển giáo lý, để rồi mang đến cái sự giống như là mình thuyết phục cho người khác hướng đến những điều thiện, tức là dùng Phật pháp để mà hướng đến những điều thiện. Thì chúng ta thấy rằng á, mình có đi theo một cái chủ nghĩa nào, mình đi theo một cái chủ thuyết nào, thì cái chủ thuyết đó nó hay là cái chủ nghĩa đó, đó nó chỉ có giá trị trong một thời gian nào đó thôi. Còn nếu như chúng ta theo với Phật pháp, theo với Phật pháp đó có nghĩa là mình y theo chân lý, y theo chân lý, y theo những cái lời dạy của Đức Phật, thì cái lời dạy của Đức Phật đó luôn luôn có giá trị bất cứ một thời điểm nào, bất cứ thời điểm nào, xưa cũng như là nay. Và rõ ràng là khi mà mình làm được những điều thiện thì cũng không phải là ai cũng tán thán hết, có kẻ xấu thì họ cũng chê bai chỉ trích,
Nhưng mà mình làm được những điều thiện ấy, thì lòng mình cảm thấy an lạc, và mình thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì lòng của mình cảm thấy đó là sự an vui, an lạc ở trong cuộc sống. Thì cái người mà nói Phật Pháp đó, nói Phật Pháp đó, hay là nói nhân quả, nói những điều thiện để cho người khác hướng thiện bằng với cái tình, cái lý, bằng với cái chân lý, thì cái chân lý thì nó không thay đổi, trước sau thì nó như vậy. Thì rõ ràng nó đi vào trong lòng người trong một cái thời điểm nào thì người đó cũng đều được sự an vui. Cái thứ hai nữa đó là cái người nữa đó là khi mà đời sống của họ họ luôn luôn có một cái đời sống kham nhẫn. Kham nhẫn ở đây không phải là cái chuyện gì nó lơ lớn. Ngay cả trong cái việc ăn mặc ngủ nghỉ trong đời sống hàng ngày, chuyện nhỏ, chuyện bình thường vậy đó, nhưng mà mình không có kham nhẫn. Có nhiều người ấy, thì nói rằng là tu tập ở đâu nó cao siêu, những cái pháp môn gì đó cao siêu á, nhiều khi rồi những cái hoàn cảnh sống của mình nó có những cái thời điểm nó thay đổi, cái hoàn cảnh nó có thể thay đổi. Chúng ta ở trong một trong cái nhà của mình, trong cái phòng của mình, nơi cái mình mà ở gắn bó bao nhiêu năm thì tất cả những cái phương tiện nó đều có đủ hết á, có đủ. Tối thiểu thì mình cũng đã như vậy rồi. Ví dụ như các cái vật dụng ở trong cái phòng của mình nó có đủ, hoặc là không có những cái vật đó nhưng mà mình đã quen như vậy rồi thì mình cảm thấy nó vui. Cảm thấy nó vui. Nhưng mà lỡ một ngày nào đó mình đi rời khỏi cái chỗ trú xứ của mình thì cái rời khỏi trú xứ mình thì nó bị thiếu cái này, nó không có cái nọ đó, mà mình không có biết kham nhẫn cái điều đó thì cũng chưa hẳn là cái người có được sự kham nhẫn đâu. Hoặc là trong cái lời nói cũng vậy đấy. Trong cái lời nói cũng vậy đó. Cái lời nói mà không có cái sự kham nhẫn thì thường thường nó bộc phát lên bởi cái lòng sân hận của mình, mà lâu ngày chày tháng thì nó cũng không phải là cái tốt. Để cho cái lòng sân hận hiềm hận nói cái lời nói thôi, không phải là nói những cái lời nói mà giống như là thô lỗ cộc cằn mới gọi là nóng giận đâu. Nhưng mà trong lòng mình chỉ cần nói lên một cái lời nói gì đó mà chứa chấp những cái sự sân hận trong đó thì đều là làm tổn thương cho mình trước cái đó, kế nữa là làm tổn thương cho những người mà mình sống gần với mình, nó cũng không phải là cái tốt. Thì cái kham nhẫn ở đây nó có nhiều, nó kham nhẫn với những người chung quanh của mình, đó cũng là cái cách kham nhẫn. Dù là như thế nào đi nữa cũng phải kham nhẫn. Rồi kham nhẫn với cái hoàn cảnh sống của mình, rồi kham nhẫn luôn cả cái những cái gì, những cái mà mình gọi là cái thị dục của chính mình, cái sự muốn của chính mình, hay là cái lòng của mình nghĩ lúc thì buồn, lúc thì vui, lúc thì giận, lúc thì bình thản, thì mình phải biết rằng lúc nào cái tâm của mình nó nghĩ như thế nào. Hả, mà mình thấy rằng cái suy nghĩ của mình mà nó bộc phát lên những cái pháp bất thiện thì chúng ta biết rằng mình phải kham nhẫn ngay lúc đó, đừng cho cái pháp bất thiện nó sanh khởi, dù là tham hay là sân hay là bực bội khó chịu hay là sự không có hiểu đúng cái chân lý. Thì ở đây cũng chính là một trong những cái sự kham nhẫn. Mà cái người mà có cái đức tính như vậy thì mình gọi là những người bạn lành, người bạn tốt đó. Hoặc là cái người mà thường thường là chúng ta thấy rằng là mình đi đâu đi, mình mới có tiếp giao với một hai với người nào đó một vài ngày á, thì rõ ràng là mình chưa có biết tính người ta sao. Mình sống thời gian á, thì mình mới biết cái tính của người ta như vậy, cái tính của người ta là tốt hay là xấu, cái tính người ta là như thế này thế nọ, thì sự thật ra thì mình mới có thể biết được, biết được. Rồi ngay cả những cái người mà bạn lành, mình có thể nói rằng người ta có thể là người giống như trong kinh nói rằng cái người bạn lành là cái người mà che giấu cái việc xấu của bạn, rồi là mình nói rõ cái lòng của mình ở trong cái suy nghĩ của mình,
dù là chuyện gì đó thầm kín, chuyện gì đó thầm kín, sâu kín ở trong lòng của mình, nói một điều đó là những cái gì tận đáy lòng của chính. Nhưng mà cái người bạn tốt cũng có thể nói rằng là cái chuyện mà không, chuyện kín của người bạn của mình thì mình nên giấu kín. Nhưng mà đối với cái chuyện lòng ở trong nội lòng của mình, trong tâm của mình thì cái người đó luôn luôn bộc lộ, luôn luôn nói ra những cái điều từ dù là sâu kín như thế nào, nhưng mà người đó luôn luôn nói bằng cái tận đáy lòng, tận đáy lòng. Thì cái người mà ít có ai mà nói là chia sẻ, nhưng mà cái người mà nói được những cái gì, cái suy nghĩ của mình tận ở đáy lòng của mình thì rõ ràng là những người đó có những cái biểu hiện của cái đức tính của những người bạn lành, những cái người bạn lành. Rồi là ở đây đó là có những điều đó là có những cái đức tính nữa, đó là cái người bạn lành đó là những cái người mà thấy được những cái điều gì tốt, điều gì xấu. Và cái người mà bạn lành đó thì họ luôn luôn khuyến khích mình làm được những cái điều tốt, và họ luôn luôn ngăn chặn hay là người ta có thể là không cho mình làm những cái điều không tốt đó, cái điều không thiện đó. Bởi vì họ thấy rằng tất cả những cái gì nó đều cũng có nhân quả, và cái gì cũng vậy, nó cũng phải có nhân có quả, rồi nó coi nó hợp lý, có tình có lý hay không. Mà cái người thấy không hợp tình hợp lý thì người ta nói, hay người ta không cho làm những điều đó, hay là không đúng với nhân, làm như vậy thì cái nhân như thế này nó không, nhân nó không lành thì chắc là cho quả khổ đau rồi. Cho nên là họ chỉ ngăn chặn. Cái người bạn tốt là họ sẽ ngăn chặn, họ ngăn chặn không cho làm những điều xấu, và họ khuyến khích làm những cái điều tốt. Bởi vì họ thấy rằng cái điều đó nó hợp lý, cái điều đó nó hợp tình, mình làm cái gì đó cũng phải có lý có tình ở trong đó. Thì ở đây đó, nếu mà nói rằng cái đức tính của một cái người dễ dãi là một trong những cái người mà thứ nhất là dễ dãi, thứ hai là thân cận những cái người bạn lành. Thì nếu mà mình có những cái đức tính dễ dãi như vậy, rồi mình thân cận hay là mình gần gũi với những cái người bạn lành như vậy, thì đây là một trong những cái pháp làm cho mình tiến bộ, tiến bộ trong đời sống. Ngược lại, nếu như một người mà đã có những cái biểu hiện của những cái tính khó dạy, bản thân của mình khó dạy, là bướng bỉnh, ngang ngạn, ương ngạnh, ngỗ nghịch, rồi hay chỉ trích và không có biết tôn trọng kính trọng đối với ân đức Tam Bảo, không có biết quý trọng kính trọng với những cái điều mà mình đang học Phật pháp, không có biết quý trọng hay là trân trọng với những cái điều mà mình hiểu ở đây ở trong Phật pháp, thì như vậy cái người đó là cái người không phải là những cái người bằng lành, không người bằng lành. Như vậy thì cái người mà gần gũi với những người bạn ác ha, rồi cái người mà khó dạy, thì đây là một cái pháp rất thấp kém, rất thấp kém, mà làm có thể là họ bị thoái đọa, xa đọa trong cái đời sống hiện tại này, hoặc là sanh trong khổ cảnh ở trong tương lai, không có được cái sự tiến bộ ở trong đời sống tu tập được. Thì chúng ta thấy rằng hai cái pháp này nó rất là quan trọng đối với cái cuộc sống, đời sống thực tại của chúng ta, và nó tạo nên cái trong tương lai, nếu mà mình tái sanh lại làm người nữa, thì nếu mà mình không lành hay là mình thân cận những cái người bạn không tốt, thì rõ ràng là mình bị quả báo khổ ở trong tương lai. Cũng như là hiện mình thân cận với những người bạn lành thì mình được an vui, rồi mình có một cái đức tính dễ dãi như vậy thì mình sẽ được có cái sự tiến bộ, tiến hóa, cũng như là có mọi người ái kính, quý mến đối với mình, một cái người đó như vậy. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui, tiến hóa.
để dành thời gian còn lại để chư tăng thảo luận bàn sâu rộng thêm về cái đề tài bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Sa thú kính thưa thượng tọa Pháp Tịnh. Bạch thượng tọa Tiểu Sư, câu hỏi đầu tiên muốn hỏi thượng tọa là chúng ta thấy hai cái một là can ngạnh, hai là thân cận với bạn ác, bạn xấu. Nó có phải là cặp bài trùng không? Tức là thượng tọa có nghĩ rằng cái người mà thường cứng đầu khó dạy thì là người thích chơi với bạn xấu, hay là người thích chơi với bạn xấu thường cứng đầu khó dạy? Hai pháp có liên hệ với nhau hay là hai pháp nó hoàn toàn khác biệt, biệt lập với nhau? Xin kính thỉnh ý kiến của thượng tọa Tiểu Sư. Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quý Phật tử, hai pháp người cứng đầu khó giải và cái người có bằng xấu và có bằng xấu, hai pháp đó thường đi chung với nhau. Cũng như khi nói đến cái người có cái tính dễ dạy và có bạn lành thì lại đi chung với nhau. Ở đây khi mà trả lời câu thảo luận số 1 thì chúng tôi có cái sự nhận xét như thế này. Câu hỏi rằng người cứng đầu khó giải có thường thích giao du với bạn xấu chăng? Ở đây thưa quý vị, nó chưa hẳn, bởi vì có đôi khi cái người cứng đầu khó giải, người đó họ chỉ thích solo một mình thôi. Do nữa cái tánh của họ cứng đầu, nhiều khi họ không có thích giao du giao thiệp với ai, và họ không thích bị người khác thuyết phục. Người có bản chất cứng đầu khó giải là họ không thích người khác thuyết phục họ. Mà khi mà giao du với bạn, bạn đó là bạn xấu đi nữa, thì giao du với người bạn đó ít nhiều người bạn đó cũng có cái lời xúi dục họ chuyện này hay chuyện khác, hoặc là chỉ cho họ chuyện này hay chuyện kia, bài vẽ cho họ. Thì đối với người cứng đầu khó giải thì họ không chịu nghe đâu, họ không chịu nghe. Nhưng mà tại vì hai cái pháp cứng đầu khó giải với cái việc mà có bạn ác đó, vì hai cái tính xấu này nó trở thành một cái nhược điểm nguy hiểm, nó trở thành cái nhược điểm nguy hiểm.
Nhược điểm nguy hiểm mà nó đưa đến cái tác hại đó, là bởi vì cái người cứng đầu khó dạy là người đó sẽ không có cái sự tiến bộ. Một cách tốt đẹp, khi họ không chịu lắng nghe lời chỉ lời khuyên hay là lời khiển trách của bậc trí, thì không chịu lắng nghe như vậy đó, không chịu chấp nhận như vậy đó, thì người này họ đã lỡ bỏ lỡ cái cơ hội là tiến hóa trong cái điều tốt. Còn khi mà hỏi một người mà giao du với bạn ác à, thì do vì thân cận với bạn ác thường xuyên nó trở thành một cái thói hư, chỉ biết là bị xúi dục mà thôi, xúi dục làm những cái điều ác quấy, không có được một cái cơ hội là nhắc bạn bè nhắc cho cái lời tốt đẹp, bởi vì nó hỏi là bạn xấu mà. Bởi vậy người này dần dần họ đi đến cái chỗ thất bại, và khi mà họ gặp cái sự thất bại trong cái cuộc sống do người bạn sự ác và sử dụng những cái điều hư hỏng, thì kể như là họ rơi vào cái hoàn cảnh là chịu phần thuộc phần hạ liệt, đưa đến một cái trạng thái tai hại trong cuộc sống. Cho nên hai pháp này sở dĩ mà đi chung với nhau đó, hai pháp này sở dĩ mà đi chung với nhau là bởi vì hai cái pháp đó, hai cái pháp xấu đó, nó đều có một cái ảnh hưởng xấu gây nên cái sự bất lợi cho người đó, cho cái người cứng đầu, hay là cái bất lợi cho cái người giao du với bạn ác, vì nó có cái tính bất lợi đưa đến tác hại nhiều như vậy. Cho nên hai pháp này được kể để đi chung với nhau. Nhưng hai pháp được kể đi chung với nhau thì không phải nói đến cái chuyện mà cái người khó dạy lại thích giao du với bạn xấu. Ở đây chúng ta lại có thêm xin lỗi quý vị, máy chúng ta hết pin rồi, để chúng ta cấm cái đồ sạc. Thì trong cái câu thảo luận số 1 có thêm cái ví dụ là người cứng đầu khó dạy có thường thích giao duyên bạn xấu chăng, hay ngược lại, người thích giao duyên bạn xấu thường cứng đầu khó dạy chăng? Thì ở đây chúng tôi xin thưa quý vị rằng, như khi nãy chúng tôi đã nói, cái người cứng đầu khó dạy họ thường sống lập dị, họ thường sống lập dị, cách biệt, họ không muốn ai
ra lệnh cho họ hay xúi giục họ cái điều gì, dù đó là một người ác, nó cũng khó lắm quý vị. Nhưng mà cái người thích giao du với bạn xấu thì người đó là thường cứng đầu khó dạy là phải. Bởi vì khi người giao du với bạn ác rồi đó, thì cái người này không chấp nhận, không nghe theo cái lời khuyên của các bậc thiện trí thức, không nghe lời khuyên của người người tốt, cho nên cái người thích giao du bạn xấu thường là người cứng đầu khó dạy. Thì một cái câu hỏi cần phải được phân tích từng vế và từng ý nghĩa. Thì chúng tôi đã trình bày trong cái câu thảo luận số 1. Bây giờ kính thỉnh thượng tọa được đóng trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thượng tọa tuyệt sư. Mà thượng tọa tuyệt sư, người đời thường có câu đó là tri âm khó tìm. Nhưng mà tri kỷ có nhất thiết là thiện hữu không? Hay là thiện hữu là một trường khác mà tri kỷ là một trường khác? Xin kính thỉnh thượng tọa hãy trở lại. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, người đời khi mà nói đến bạn tri âm hoặc tri kỷ, thì cái này ít chỉ dựa vào trong cái câu chuyện bạn tri âm là bát nha với tử kỳ là bạn tri âm. Bát nha đánh đàn và tử kỳ chỉ nghe đàn là hiểu được cái tâm trạng của bát nha như thế nào mới dạo lên cái khúc nhạc đó, đã nói lên đúng cái tâm trạng của bát nha. Cho nên hai người trở thành bạn thân, mà người ta gọi đó là bạn tri âm. Âm là tiếng, tiếng đàn. Còn gọi là tri kỷ thì người ta dựa vào cái chuyện quản thúc với bảo trọng. Bảo thúc với quản trọng, bảo thúc với quản trọng. Một người bảo thúc là quan trước, quan trọng thì lúc đó còn thất thế, chỉ có là đi chân câu thôi. Nhưng mà bảo thúc luôn luôn có cái sự quý trọng, quan trọng, bởi vì biết được cái tài, cho nên đã cất nhắc đem vào làm quan. Nhưng mà quan trọng thì có người tánh ngay thẳng, khi mà biết rõ cái tánh ý của bảo thúc, cho nên thương bạn thì thương bạn, quý bạn và tri ân bạn đã dẫn dắt cho mình trên con đường hỏa lộ. Nhưng mà khi sắp chết, vua Tỳ mới hỏi
là trọng phụ mất đi rồi thì có nên chọn ai lên thay thế, thì lúc đó quả trọng tuyệt nhiên không có đề cử Bảo Thúc, mặc dù Bảo Thúc là người ân, là người đã dẫn dắt mình, đã nâng đỡ mình đi vào lòng quan và được vua trọng vọng, nhưng mà không nhắc. Và khi mà vua hỏi thì quả trọng mới nói là cái tâm tánh của Bảo Thúc rất là ngay thẳng, hễ gặp vui thì nói vui, mà gặp gặp cái chuyện vì gì mà bất bình đó, là không có kềm chế được, là cứ la hét lên. Thì như vậy sợ e rằng làm hỏng chuyện lớn. Chính vì cái chỗ đó, Bảo Thúc khi mà nghe biết chuyện, Bảo Thúc cười xòa và nói với mọi người rằng Quản Trọng đã biết ý ta. Cho nên trong trường hợp này đó, chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái chuyện mà tri âm tri kỷ đó, là người đời họ chỉ dựa vào một cái lý do của những người bạn thâm giao, rồi người ta gọi đó là tri âm tri kỷ. Và do vậy chúng ta không thể nào mà chúng ta nói cái bạn tri âm, bạn tri kỷ đó là một thiện hữu theo tinh thần của Phật giáo được. Và chúng ta cũng cần nên hiểu rằng có đôi khi một thiện hữu, một người bạn lành không phải là người tri âm tri kỷ, không phải là một người tri âm tri kỷ của mình. Người bạn lành là những người, là một người có nhiều cái đức tính tốt đáng cho mình noi theo, học hỏi theo. Và khi mà thân cận với người đó, thì mình sẽ được an ổn, không có bị bạn phản cách làm hại. Thì cứ xem cái người bạn có những cái đức tính tốt đó là người bạn lành. Rồi lại nữa, người bạn lành có đôi khi được nhận xét là một người cho những cái khó cho, làm những cái khó làm, kham nhẫn những cái khó kham nhẫn. Một người bạn lành được Đức Phật Ngài định nghĩa là một người có thủy có chung, không bỏ nhau lúc hoạn nạn, không khinh thường nhau lúc mình bị sát cơ thất thế, là một người bạn lành, là người thẳng thắn, dám ngăn bạn mình không cho làm cái điều xấu, điều quấy, dù cho bị bạn giận cũng không có sợ, không có ngại, và khuyến khích bạn mình làm những điều tốt, điều thiện. Như vậy qua đó chúng ta thấy rằng là cái gọi là thiện hữu Kalajana mới tắt theo Phật giáo, thì cái người thiện hữu đó có những cái cá tính rất là đặc biệt và những cái đức tính cao quý. Với những cái cá tính đó, những đức tính đó, thì chưa hẳn là người tri âm tri kỷ của mình.
chưa hẳn là người trí em tri kỷ của mình. Thí dụ bây giờ chúng ta chơi với bạn, mà thường hay có cái sự đấu chọi, tranh luận với nhau, thường hay có sự đấu chọi tranh luận với nhau. Thế nhưng người kia họ có cái tánh thủy chung, thì một khi đã là bạn rồi đó thì họ không chơi xấu, gặp nhau đưa một cái vấn đề lên cãi thì cãi đó, tranh luận thì tranh luận, sâu nổi cãi với nhau như vậy. Nhưng mà khi người khác sử dụng hay là nói xấu người này thì lập tức là bị người này họ phản kháng, họ không chấp nhận, họ không chấp nhận nói xấu người bạn của họ. Chẳng thà để họ tranh luận tranh cãi với nhau thì được, nhưng mà họ không muốn theo người khác để mà nói xấu bạn mình trong lúc vắng mặt. Thì như vậy rõ ràng cái người bạn đó cũng vẫn gọi là một thiền hữu, mặc dù người đó không phải là tri âm tri kỷ chi của người này. Đó cũng có những vấn đề lắm thưa quý vị. Chúng ta không thể nào mà chúng ta lấy cái tục đế mà để chúng ta đem cân đo với cái phát triển đế, hay là chúng ta lấy một ý nghĩa của đời thường mà chúng ta đem cân đo với ý nghĩa của cái pháp. Đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu trả lời số 2 thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy. Sao thú kính thượng tọa thầy siêu, bạch thượng tọa thầy siêu, trong đời sống này có đôi khi cái giữa cái tích cực và cái tiêu cực, cái xấu cái tốt cũng khó phân biệt. Cái người nào ai nói gì cũng cả tin đó, thì cái người đó mình gọi là không có kiên định lập trường, không có chủ kiến. Nhưng mà cái người mà kiên định lập trường đôi khi người ta nói là người cứng đầu khó dạy. Ở đây làm thế nào để chúng ta phân biệt một người mà kiên định lập trường với một người cứng đầu khó dạy? Xin thì tôi quan nghĩ có vẻ ý kiến đóng góp về điểm này, thỉnh thưa tôi. Nam mô Bụt Thầy. Thì kính bạch Thích Tăng, kính thưa quý vị, trước hết là chúng ta nhận xét về cái vấn đề một người mà họ có cái đức tính kiên định lập trường, nghĩa là không ai có thể lay chuyển được cái lập trường của họ. Thì trong trường hợp này có những người chỉ vì anh kia không có chịu nghe mình mà vẫn giữ cái lập trường, thì như vậy thì họ mới kết luận rằng anh kia là đứng đầu khó dạy. Cái điều đó anh ta sai. Người ta kiên định lập trường không chịu nghe theo mình không có nghĩa là người đó cứng đầu khó dạy. Bởi tại sao? Vì chưa chắc mình đã có ý kiến đúng hoàn toàn.
Làm sao mình bắt người ta phải nghe mình được? Người ta không nghe thì mình nói, mình cho rằng người ta khó dạy thì cái điều đó là nó quá đáng. Cái thứ hai nữa là chúng ta chưa biết rõ về người kia, họ kiên định lập trường mà lập trường của họ như thế nào. Nếu là Sammapanthi, lập trường chân chánh đó, thì như vậy người kia kiên định lập trường thì cái đó là tốt, chứ không phải là xấu. Còn chừng nào mà Mithyapanthi, tức là lập trường và lập trường theo tà pháp, theo xấu, thì cái này nha mới thật sự là cái người khó dạy. Nói một cách khác cho dễ hiểu thì cái người mà có cái đặc tính là kiên định lập trường chân chính thì người đó là cái người có trí, biết nặng cái gì nặng, cái gì nhẹ, cái gì đúng, cái gì sai. Và cái bản chất của người này là họ chỉ chấp nhận những cái gì đúng chứ không chấp nhận những cái sai. Họ không khuất phục, không bị khuất phục trước cái cường quyền, trước cái bạo lực, hay là trước cái danh cái lợi. Người mà kiên định lập trường chân chánh, họ chỉ giữ, họ chỉ có cái lập trường đúng pháp thôi. Cái nào hợp pháp, hợp lẽ đạo thì họ kiện pháp. Cho dù người kia, người khác họ đem vàng đến để mà mua chuộc họ, biểu họ nói sai, một con chó chạy qua cho họ một thỏi vàng và bắt họ phải nói là con mèo thì họ không nói, họ không chấp nhận cho dù được người khác mua chuộc. Thì như vậy một người mà kiên định lập trường chuyện đó thì đâu phải là người khó dạy. Một người khó dạy được định nghĩa theo trong luật đó, Thích-khu-phi-khu-hi-sa-tham-mi-căng quá đàn tí là vị thì kheo khi mà được chư thì kheo chấp nhở theo đúng pháp mà vẫn không nghe lời thì vị thì kheo đó mới gọi là cái người khó dạy. Rõ ràng là ở đây hễ người ta nói đúng chân lý, đúng thiện pháp mà cứng đầu không có chịu nghe, còn chống đối, còn cãi lại, chống trái cãi lại thì trong trường hợp này mới gọi là cái người cứng đầu khó dạy. Còn nếu như trường hợp mà người khác họ sử dụng những điều tầm bậy, những điều sai trái thì người này kiên định lập trường chân chánh là chỉ giữ chấp nhận, chỉ chấp nhận theo cái điều đúng mà thôi. Điều sai trái thì họ không có muốn ngã theo,
cho dù họ bị hăm dọa, sẽ đánh đập hay là sẽ giết chết, hoặc là bị người khác bỏ tiền, bỏ tài sản ra mua chuộc, cũng không làm lung lạc được cái sự kiên định lập trường của người ấy. Thì như vậy người này không phải là hướng độc có dạy, mà người này là một người có cái sự có cái lý tưởng, có cái lập trường, người có lập trường. Bởi vậy ở đây chúng ta cần phải phân biệt giữa một người cứng đầu ngoan cố với một người có đức tánh kiên định lập trường. Là một người cứng đầu ngoan cố là khi được nhắc nhở một cách đúng đắn, hợp lý, mà người đó chống trái lại, cãi lại, không chịu nghe, thì như vậy mới gọi là một người cứng đầu khó dạy, ngoan cố. Còn cái người có đức tánh kiên định lập trường là họ chỉ một mực đi đường lối chân chính thôi, tức là cái gì đúng thì mới chấp nhận, cái gì thuộc pháp, thuộc thiện pháp thì người đó mới chấp nhận, còn cái gì mà thuộc bất thiện pháp và sai pháp thì người đó sẽ không chấp nhận, cho dù phải hy sinh, phải thiệt hại tài sản thứ chi hay là mạng sống, vì nó cũng không có nâu núc để gìn giữ, để giữ được cái lập trường chân chánh. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận sinh ba chỉ định là bốn thầy. Sa thú kính trường tuổi tuổi sư, mà thưa tổ pháp tân, thưa tổ pháp tân có mặt ở ngoài không? Nhưng tổ pháp tân còn cái ngoài xin thỉnh thưa tổ pháp tân trả lời cho cô thưa luận số 4. Xin được hỏi một lần nữa là thưa tổ pháp tân có còn ở trước máy không? Dạ, thưa tổ pháp tân có một điều mà nhiều người có thể cảm thấy hơi mâu thuẫn, đó là rất nhiều đoạn kinh thì Đức Phật dạy rằng thân cận như bạn lành là một cái pháp rất là cần thiết cho đời sống tu tập. Rồi với những đoạn kinh mà Đức Phật dạy rằng mình sống độc cư là một cái pháp rất là quan trọng cho sự tu tập. Như vậy thì cái người sống độc cư, có theo quan điểm của đạo Phật, người sống độc cư thanh tịnh có nhất thiết là một người không giao thiệp với ai không? Hay là một người sống độc cư vẫn có thể là người qua lại giao thiệp với bạn lành, với thiền hữu? Xin thỉnh thưa tổ pháp. Dạ, thỉnh thưa tổ tề sư đi nghỉ. Dạ, kính thỉnh thưa tổ. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ thưa tổ tề siêu, thưa tổ giác đẳng, thưa tổ minh hạnh, đại đức pháp tính, đại đức nguyên thông, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thiện nữ. Theo con nghĩ đó thì con nhớ một cái câu Phật ngôn mà Đức Phật ngày nãy rằng ngày dạy rằng là nếu mà có nói năng thì nói năng như chánh pháp, mà yên lặng thì yên lặng của bậc thánh, thì hoặc là một cái câu pháp cú Đức Phật ngày dạy đó là nếu mà mình không gặp được cái bạn lành thì thà là mình sống một mình còn hơn là mình thân cận với những người bạn ác. Thì ở đây con nghĩ rằng sự thật ra thì cái cách giao tiếp, giao thiệp thì nó có nhiều cái nhiều cách, cũng như là cái mục đích của cái người giao tiếp.
Thí dụ như mình nói đối với Phật pháp đó, thì mình thân cận với những cái người bạn lành đó, thì mình mới có thể có được cái đời sống tiến bộ được. Bây giờ ở từ ở đó, đó mình có thể học hỏi được, mình có thể tìm được cái sự an vui, an lạc ở trong đời sống tinh thần tâm linh của mình đó. Thì mình mới có thể là mình có cái được sự an vui. Còn nếu như mà ngược lại mình thân cận với một cái người bạn xấu thì rõ ràng nó có sự bất an, cũng như là có cái sự không ổn, cái quả không có được an vui ở trong cái đời sống tương lai. Thì nếu như mà mình thân với những người bạn lành mà mình được tiến bộ thì cũng cần đến thân cận, giao tiếp. Sự thật ra thì cái mục đích của cái người tu á, thì làm sao là mình tu tập và thực hành những cái thiện pháp, đồng thời là mình cũng có thể rằng là làm cái an tịnh nội tâm của mình. Nếu những cái lúc mà mình gần gũi những cái người bạn lành để mà mình thực hành những cái thiện pháp khác đó, thì rõ ràng là mình cũng nên thân cận. Còn những cái lúc mà cái khi là mình không còn đến với những người nào, không có phải là mình gần gũi những người này kia, thì mình có những cái lúc mà mình độc cư. Độc cư thiền định ở đó đó có nghĩa rằng mình có được cái sự an lạc từ ở nội tâm. Bởi vì cái thiện pháp từ ở nội tâm mình nhờ cái sự an tĩnh đó, cho nên là cũng là cái cách mà mình làm cho cái đời sống thánh thiện của mình nó tăng trưởng lên thêm khi mà mình thân cận với những cái thiện pháp. Thiện pháp thì nếu mà mình giao tiếp mà cái tâm của mình không có được cái sự an tịnh thì cũng phải cần nên thay đổi lại cái cách giao tiếp đó. Còn nếu những cái lúc mà mình ở những cái lúc mà mình cần độc cư thì những cái lúc này là những cái lúc mà mình cần thanh lọc tâm, làm cho cái nội tâm mình được an tịnh hơn, thì cũng có nghĩa là mình làm cho cái thiện pháp được của mình, đặc biệt là cái đời sống thiền tập của mình, cái tâm của mình được an ổn, được an tịnh hơn. Thì con nghĩ rằng nếu mà mình gặp với những cái người bạn lành, mình học hỏi trau dồi, cũng như là mình được cái sự tiến hóa ở trong cái đời sống tu tập của mình, thì cũng nên giao tiếp để mà mình có được cái sự tiến hóa. Còn nếu mà mình không có được một cái người nào mà họ có thể chia sẻ Phật pháp hay là có thể làm cho mình được tiến hóa trong đời sống tu tập, thì mình cũng không cần phải giao tiếp hay là thân cận làm chi. Còn nếu như những cái lúc mà mình ở một đời sống độc cư thì cũng nên là dành cái thời gian rất nhiều, cũng như là mình chuyên tâm cho cái đời sống thiền tập ở trong đời sống hàng ngày của mình, thì đó cũng là cái điều mà mình cần nên làm. Bởi vì thiện pháp mà được ở trong lòng của mình, tức là tâm của mình được an tịnh, thì con nghĩ rằng cái đó cũng cách là để duy trì cái thiện pháp, cũng như là được tiến hóa ở trong cái đời sống tu tập của mình, chính là nhờ mình có thiền tập. Thiền tập thì con nghĩ rằng dù là những lúc nào mà mình sống độc cư, hay là những cái lúc mà mình giao tiếp với những người này người kia, thì con nghĩ rằng mình cũng cần có được cái sự an tịnh ở nội tâm, cũng như là mình được học hỏi được nhiều thứ từ nơi các người mà mình được giao tiếp, nhất là bậc thiện trí thức ở trong cuộc đời, thì con nghĩ rằng cái đó cũng cần thiết nha. Thì không phải là cái người mà họ độc cư thiền định là cái người mà họ không có giao tiếp gì với ai, thì tùy theo những cái lúc mà mình giao tiếp mà có được cái thiện pháp sanh ở trong lòng của mình, học hỏi được nhiều thứ lợi lạc ở trong cái đời sống tu tập, thì cũng mình cũng cần nên thân cận cũng như gần gũi giao tiếp với nhiều người. Nhưng mà những cái lúc mà mình không có giao tiếp nữa thì mình dành cái thời gian rất là nhiều, mình chuyên tâm việc thiền tập, thì con nghĩ cái đó cũng là cái cách để mà làm cho cái thiện pháp ở trong tâm của mình nó được tăng trưởng,
cũng như được giữ lâu dài hơn với đời sống tu. Con xin có cái ý để chia sẻ liên quan cái câu hỏi mà thượng tọa được. Nếu có điều đủ thì con tỉnh thượng tọa bổ túc thêm. Sa thủ kính trường học tinh, đại đức pháp tính, đại đức tính còn ở trước máy không? Nếu đại đức tính nghe được xin thỉnh đại đức tính trả lời cho câu thảo luận số 5. Một lần nữa xin được hỏi đại đức pháp tính, đại đức tính có nghe được không? Dường như đại đức tính không có mặt ở trước máy. Thượng tọa tinh sẵn thượng tọa quan hỷ giúp trả lời cho câu thảo luận số 5 là có những người mà họ thích thân cận với bản lãnh, ví dụ như họ thích đi đến các vị thiền sư, hay họ thích đi đến các vị mà thiện hữu, nhưng mà họ chỉ thích làm công việc là ở gần, ở thân cận hoặc là nấu cơm nấu nước thôi, nhưng mà những cái lời nói xây dựng của những vị đó thì các vị lại không muốn nghe. Cũng có vài trường hợp là có nhiều người đến với ngài thiền sư Kim Trường chẳng hạn. Các vị chỉ muốn dưới bếp nấu cơm thôi, nhưng mà ngài thiền sư kêu tu thì các vị lại không muốn nghe. Thì cái đó có gọi là thân cận ban lành không? Xin thỉnh thượng tọa pháp tinh khoan hỷ trở lại và cho về ý kiến thượng tọa về điểm. Xin được hỏi thượng tọa pháp tinh hay là đại đức tính có vị nào có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa pháp tinh thì đại đức tính và thỉnh đại đức thỉnh thượng tọa pháp tinh. Dường như thì thọ tinh và để đức tính không có vị nào có mặt ở trước máy, và hôm nay cũng không thấy để đức nguyên thông. Thế bạch chư tôn đức và thứ quý đạo hữu, khi mà chúng ta đọc vào trong tam tạng kinh điển thì chúng ta nhận ra một điều rồi, đối với đời sống tinh thần thì chúng ta rất là cần bản lĩnh. Những người nào mà sống thường cô ki một mình, sống đơn độc mà không có qua lại với bản lĩnh thì đa phần là con người chúng ta hay chủ quan, hay bỏ đoán, chúng ta không có cái nhìn trung thực. Vì vậy học pháp cũng vậy, hay là sống cũng vậy, chúng ta cần có người để bàn bạc, có người để chia sẻ, và có người để cho chúng ta cái ý kiến ngoài cái tư kiến của chúng ta. Cái tư kiến thì có chủ kiến thì tốt, nhưng mà rất là nguy hiểm là chúng ta thường rất là chủ quan, và có bạn lành là giúp chúng ta là tránh được cái nhìn chủ quan của đời sống. Thật ra dù là trong công việc, chúng ta cũng cần những vị cố vấn. Dù là trong cuộc sống thì chúng ta vẫn cần có những người góp ý với mình. Vì vậy chúng ta đọc gương doanh nhân có một điểm rất là thú vị là đa số những bậc doanh nhân thì các ngài thường có trao đổi với những người người bạn mà gọi là bạn trí thức. Ngày xưa thưa quý vị thì người ta không có điện thoại, không có internet, bây giờ không có email, nhưng mà có những bức thư rất là cảm động, ví dụ như giữa tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson và ông Lafayette bên Pháp chẳng hạn. Hay hoặc giả là chúng ta đọc những bức thư rất là cảm động giữa thánh Gandhi
và những người cộng sự của mình, hay là của Nelson Mandela đối với những người cộng sự trong đảng ANC. Thì ở đây chúng ta phải nhìn nhận rằng dù là một người có tài, dù là một người có trí tuệ, dù là một người có cái đức tu, nhưng mà có được cái bạn lành để qua lại, để giao thiệp thì nó là một đức tính rất là tốt để chúng ta bớt đi cái nhìn chủ quan, võ đoán ở trong đời sống này. Và thứ gì, chúng ta cũng nhận ra một điều rằng để nghe người khác xây dựng không phải là chuyện dễ. Ai trong chúng ta cũng cảm thấy rất là tự ái, nhất là lời phê bình của người khác. Bởi vì lời phê bình đó, nó dễ dàng làm cho chúng ta cảm thấy rằng mình bị hạ, bị xúc phạm, bị hạ phẩm cách của mình làm sai. Nhưng mà trong đời này, để có thể lắng nghe người khác chỉ cho mình những cái khuyết điểm, những cái sai lầm, thì quả thực là một cái cơ may rất là khó. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà chúng tôi gặp bậc thiện trí, và bậc thiện trí có thể chỉ những cái lầm lỗi, những cái nhược điểm của mình, thì hãy khoan thị, giống như người chỉ cái khó tập. Người ta có thể chỉ mình cách làm ra tiền, nhưng mà rất khó để người ta chỉ mình sự xây dựng, những cái lầm lỗi. Ở đâu là cái nhược điểm, đâu là cái khuyết điểm, ở đâu là cái thói hư tật xấu mà bản thân của mình cần sửa chữa. Và Đức Phật này khuyên rằng nếu ai mà chỉ trích mang tính xây dựng, chỉ trích đúng sự thật, chỉ trích hợp thời, chỉ trích bằng tâm tư, thì mình nên khoan hiểm là người đó. Và cũng phải nói rằng trong cái thời đại ngày hôm nay đó, người ta nhận thấy rằng tất cả những cái nguồn máy chính quyền mà hữu hiệu, tất cả những cái công ty mà những người đứng đầu, những người điều khiển và làm việc có hiệu năng, đều cần có một ban cố vấn giỏi. Ban cố vấn giỏi có nghĩa là những người có thể đóng góp ý kiến, có những người có thể góp ý được. Chúng ta thường có cái thói quen là thích người ta tâng bốc mình, thích người ta nói theo mình, thích người ta vuốt ve cái lòng tự ái mình. Mình làm cái gì đó, họ chuyên môn họ nói, ồ, anh chị hay là làm cái đó hay quá, giỏi quá, tốt quá. Cái lời khen thực sự nó khích lệ chỉ một phần, nhưng nó ru ngủ chúng ta phần lớn. Đa phần những người ở trong cuộc sống này đó, mà biết lắng nghe những lời cố vấn, đặc biệt là người khuyên chúng ta nên xét lại những gì chúng ta đang làm đó, thì điều đó là một điều mà hết sức là lợi lạc, hết sức là đáng hoan hỷ. Thì thưa quý vị, chúng ta nói đến chuyện chính trị, nói đến chuyện kinh doanh, thì nó đã như vậy rồi, thì trong cái lĩnh vực tu tập thì thật sự vấn đề này là vấn đề thiết yếu hơn nữa. Thiết yếu ở đây là Đức Phật ngài dạy rằng có được bản lành là toàn phần của phạm hạnh, là hầu như có được những vị, có những người mà họ có thể chỉ cho chúng ta những điểm sai lầm, họ dám nói và dám chỉ thẳng ra, là điều mà chúng ta nên hoan nghênh, chúng ta nên trân trọng. Thật tình mà nói thì rất là dễ dàng để thấy được thế nào là lời nói có tính cách chỉ trích, và thế nào là lời nói có tính cách xây dựng, nếu chúng ta chịu khó để ý một chút. Và nếu một người mà sống mà chỉ muốn nghe những lời ông mật, những lời đường mật, những lời ông tiếng ve, những lời mà luôn luôn vuốt ve làm cho thỏa mãn tự ái của mình, thì đa phần chúng ta rất dễ rơi vào ở trong trường hợp chủ quan. Và cuộc sống này, mỗi người, dù là mình tu tập, dù là mình đi học hay là đi làm, hoặc giả là cách xử thế, cũng rất cần những người bạn. Và những người bạn cho chúng ta cái mà ở trong Anh ngữ gọi là second opinion, tức là ý kiến thứ hai. Về điểm này thì nó tương tự như là có những trường hợp về y khoa đó, mình chữa bệnh đó, thì người ta khuyên mình, bác sĩ gia đình hay là bác sĩ thân của mình nói ra rằng rồi,
Nhưng mà mình nên tìm đến một cái second opinion, một cái ý kiến khác hơn, một cái nhìn từ cái góc cạnh khác đi. Nhìn vấn đề từ một góc cạnh khác đi, nó lợi lạc cho chúng ta vô cùng. Bởi vì vậy, ai sống trong cuộc đời này, mà nếu mà muốn thành công, muốn được việc, thì rất là nên có cái second opinion đó. Dạ, cho chúng ta cái nhìn khác. Thường thường thưa quý vị, chúng ta rất là chủ quan, và ít có nhiều, ít có khi chúng ta dám nhận ra những sự thật về chính mình. Chúng tôi nhớ rằng họ nói trong cái một trong những nghệ thuật của người lãnh đạo đó, không phải là ra lệnh mà còn biết lắng nghe. Nếu mà mình làm việc đó mà mình chỉ nghe những lời nói mà tâng bốc, những lời nói mà làm cho mình vừa lòng đẹp ý đó, thì thật ra công việc chúng ta nó không có khá, không tốt đâu. Một việc mà rất là nên làm, nên có đó là nghe những ý kiến khác biệt. Và một người càng trưởng thành, một người càng sống có cái kinh nghiệm với đời sống thì rất là trân trọng những điều đó. Có khi người ta chỉ trích mình, nhưng mà cái lời chỉ trích nó không làm cho mình bị mê hoặc như là cái lời khen mình. Ai trong chúng ta cũng thích lời khen lời hết, nhưng mà cái lời khen gì thì nó rất là nguy hiểm. Thậm chí cái lời khen rất là chân thành đi nữa, mà nếu chúng ta không khéo thì chúng ta cũng bị ru ngủ. Và ở trong cuộc sống này, từ trong gia đình cho đến nhà trường, cho đến công ăn việc làm, những cái lời nói thật, những cái lời nói mà nó có thể thay đổi cuộc đời sống của chúng ta, thường khi đó là những viên thuốc đắng. Và những viên thuốc đắng chúng ta không bao giờ muốn uống hết. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ, thưa quý vị, chúng tôi có một cái ao ước là phải chi mà tất cả thuốc đều ngon, đều ngọt. Dĩ nhiên bây giờ người ta có cách chế những viên thuốc bọc đường, nhưng mà ngày xưa thưa quý vị, thuốc nam, thuốc bắc, và chúng tôi sợ nhất là thuốc tán, những thuốc như đầu thống tán, loại cảm tán v.v. nó rất là khó uống, nhưng bệnh thì phải uống thuốc thôi. Nếu không uống thuốc thì không hết bệnh. Thì cái thuốc để trị bệnh nó thường nó không thể gọi là ngon và là ngọt, ngọt được. Thì thấy vậy, thưa quý vị, đôi khi chúng ta đọc lại ở trong kho tàng kinh điển của Phật giáo đó, thì ở đó chúng ta nhìn thấy Đức Phật có rất nhiều lần Ngài khiển trách, khiển cái trách rất là. Và chư vị thánh đệ tử Phật đôi khi các vị trong sự hướng dẫn tu tập thì các ngài cũng chỉ rõ thế nào là bất thiện pháp. Nhưng mà những điều đó đó nó lại có lợi, bởi vì chúng ta nhớ câu Phật ngôn trong kinh Phật Cú: nếu gặp được người trí chỉ cho chúng ta biết những cái nhược điểm, những lỗi lầm của mình, thì hãy khoan hỷ đón nhận như là có người trí chúng ta. Lời nói đó là một lời nói căn dặn rất là chí thiết của Đức Phật. Mà qua lời nói đó, Đức Phật luôn luôn dắt chúng ta thấy rằng thân cận với bạn lành, giao du với bạn lành, biết khoan hỷ với bạn lành là một điểm rất là tốt. Nhưng mà chúng ta còn phải đi xa hơn nữa. Thân cận với bạn lành rồi, mà chúng ta phải mở rộng tâm tư của mình, dám lắng nghe, dám chấp nhận những lời xây dựng, những lời chỉ trích. Thì như vậy là chúng ta được một cái kho báu. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trung Phật Pháp Phú Thế Đà Ma. Kính Thiên Chư Vị Giảng Sư đã vào rung để thuyết giảng. Đại lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả an lành, một đêm an lành. Hẹn lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư. Sa thu lành thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính chúc chư tôn đức. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã